Sáng ngày 2 tháng 7 năm 2021, Đảng ủy Quân sự huyện tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Thượng tá Lê Văn Lực, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Phạm Đăng Lực, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Tạ Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Tại hội nghị, đồng chí Thượng tá Hoàng Văn Linh, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự trình bày dự thảo nghị quyết của Đảng ủy Quân sự huyện về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Về những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy đã lãnh đạo chỉ đạo đơn vị hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, nổi bật như lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành công tác tuyển quân, huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị, công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới sáng tạo, phối hợp tham mưu thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác hậu cần kỹ thuật luôn đảm bảo tốt cho các nhiệm vụ. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện luôn có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, sức mạnh tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu từng bước được nâng lên, đơn vị an toàn tuyệt đối. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy từng bước được nâng lên, góp phần quan trọng cùng với lực lượng tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ổn định tình hình, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Với tinh thần dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình làm cơ sở cho Đảng ủy rút kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, hội nghị đã tiến hành tập trung thảo luận, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021, làm rõ ưu, khuyết điểm, xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan. Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thượng tá Lê Văn Lực, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà lực lượng vũ trang huyện Lang Chánh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí yêu cầu 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Quân sự huyện tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo phối hợp với các lực lượng, nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì tốt chế độ sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt công tác huấn luyện, diễn tập theo đúng kế hoạch, tập trung tham mưu chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ đạt kết quả tốt nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Đặc biệt là trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của đại dịch COVID-19, cần tập trung chỉ đạo, vận động bà con nhân dân tham gia phòng chống dịch một cách hiệu quả nhất. Trên cơ sở ý kiến phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ của đồng chí Thượng tá Lê Văn Lực, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các ý kiến tại hội nghị, đồng chí Phạm Đăng Lực, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện đề nghị 6 tháng cuối năm 2021, Đảng ủy Quân sự huyện cần tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: thường xuyên tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết chỉ thị hướng dẫn của Đảng ủy quân khu, tỉnh ủy, huyện ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2021, nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19, chủ động phương án và lực lượng tham gia có hiệu quả nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn, duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng lực lượng phương tiện làm nhiệm vụ phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tập trung khắc phục dứt điểm các khâu yếu, mặt yếu trong huấn luyện dân quân tự vệ, tổ chức huấn luyện tiểu đoàn dân quân tự vệ, xây dựng lực lượng dân quân có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phối hợp tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong lãnh đạo chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Qua phương hướng, nhiệm vụ và 7 chỉ tiêu cụ thể cùng với 9 chủ trương biện pháp lãnh đạo thực hiện nghị quyết, đồng chí Phạm Đăng Lực, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện giao Ban Chính trị giúp Đảng ủy căn cứ vào nội dung kết luận tại hội nghị hoàn chỉnh nghị quyết để ký ban hành, chỉ đạo tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết tới 100% cán bộ đảng viên lực lượng vũ trang huyện, chỉ đạo cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang huyện xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết đảm bảo chất lượng hiệu quả. Các đồng chí đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự huyện theo chức năng nhiệm vụ được phân công tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện nghị quyết một cách thiết thực, hiệu quả.